Ngân Nga Channel xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay thì Ngân Nga cũng quay cho mọi người xem là đôi dép mà nhà Ngân Nga đã làm xong rồi mọi người. Chứ mà chưa có may kịp. Đây ạ. Đó, bây giờ ông xã Ngân Nga là đang may nè. Rồi Ngân Nga sẽ gửi đi cho anh Phúc ở Lào Cai nha. Đây ạ. Cửa hàng của nhà mình là tại địa chỉ giày dép Thanh Phong 270 Lý Thường Kiệt, xã Trà Đa, Bà Lê Cô, tỉnh Gia Lai. Và ai có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại 0363 564 582. Và đó cũng là cái số Zalo của mình nha mọi người. Nhà mình là chuyên làm thủ công nè mọi người, và bán sỉ và lẻ. Đây. Và chiếc này là ông xã của mình đã may xong rồi mọi người ạ. Đó. Và đây là cái trục chỉ sáp này mọi người. Khi mà nhà Ngân Nga may vô đó là nó không có bị thấm nước và nó lâu mục hơn những cái loại chỉ thường đó mọi người. Chỉ sáp này là được, nói chung là làm họ đã ngâm vô sáp rồi làm hết rồi. Mình chỉ biết cái quá trình là vậy thôi. Nó không, nó nói chung là nó lâu mục lắm. Nước nó không có vô mấy cái kẽ này. À, nước nó không, cái này nó không thấm nước, nó không lọt vô đây. À, nước nó không có thấm, nó lọt vào đó. May từ trên dưới đây. May cái đế đó thì nó rất là dày. Đây mọi người, chiếc này là may xong nè. Cái này là anh Phúc có dạng màu nâu đó mọi người. Màu nâu số 39. Là giá là 215.000 nha mọi người. Đế cao. Ai có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại 0363 564 582. Và nhân dịp hôm nay thì Ngân Nga cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng và ủng hộ hiệu giày dép Thanh Phong của mình nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng và ủng hộ. Đó. Đây ạ. Và Ngân Nga sẽ luôn làm và đảm bảo cái sự uy tín và chất lượng của cái hiệu giày dép mình. Đó, và bây giờ là ông xã cũng vẫn còn may như vậy đó mọi người. Và đây là bây giờ thì nói chung là mình cũng vô mùa rồi này mọi người. Thì mình làm quai, làm dép rất là nhiều. Đây ạ. À, ngồi làm có bình trà nữa ta. Đây, những quai mình làm đây. Nhà mình thì làm hàng quai này, hàng da. Đúng hàng da. Đây mọi người ơi. Đây, lót da luôn nha mọi người. Lót da nè. Đó. Đây là cái quai nhị, còn đây là cái quai trùm nè mọi người. Đó.
đây là da rêu này mọi người, da rêu tắm luôn mình đó. Đó. Và đây là cái da đen này mọi người. Đó, da đen hột nha mọi người. Cái này là có đen hột và đen láng nữa. Cái này có đen hột, đen láng. Đây là da hột nâu nè. Đây là rêu nè. Đây là da bò nè. Bò là nó màu bò luôn. Bò đây. Bò nó là bò láng. Còn cái bò hột thì nó nằm đây. Ở đây là bò hột. Đây là bò hột đây mọi người. Đây là bò hột. Đó. Và nhà mình thì nói chung là đủ các loại da. Ai có nhu cầu thì làm dép thì xin liên hệ số điện thoại nha. Đó. Số điện thoại 0363 564 582 nha mọi người. Đó, và cái hoa da nhà mình đã làm mà chưa có cắt, còn cắt xong mới hoàn thiện nha mọi người ơi. Rồi đây mọi người may xong ạ. Mình bây giờ là mình bỏ vào bì này mọi người ơi. Đây, đôi dép đã may hoàn thiện rồi. Đây là mình gửi cho anh Phúc ở Lào Cai, huyện Mường Khương nha mọi người. Đây ạ, anh Phúc có đặt đây là màu nâu. Và cái màu nâu này là mình cũng mới mẫu mới luôn đó mọi người. Đó, da ở trong cũng rất là êm. Đây mọi người ạ. Và mình ngồi là da, mình may. Mình may xung quanh đây và đủ. Đây. Và bây giờ thì mình bỏ vào bì, rồi mình sẽ đi lên bưu điện, mình gửi cho anh Phúc. Và đây đã hoàn thiện xong đôi dép. Ai có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại 0363 564 582 hoặc là 0394 761334. Và cơ sở của mình là chuyên mua bán sỉ và lẻ các loại giày dép nha mọi người ơi. Và mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người ở mọi miền đất nước đã ủng hộ và tin tưởng hiệu giày dép của mình nha. Và bây giờ mình xin tạm biệt mọi người. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở clip sau ạ.